Xin chào, hôm nay Dạy Rèm Thiều Hương sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết và dễ dàng các bước để các bạn có thể thực hiện lắp được một bộ rèm định hình âm trần có hộc thạch cao và lắp trên trần thạch cao nhé. Rồi, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để lần sau mình phát video thì các bạn sẽ là những người nhận được sớm nhất và đầu tiên kho tàng kiến thức về nghề rèm cửa. Thanh rèm định hình sẽ được lắp lên hộc như thế này. Đầu tiên các bạn sập ke vào thanh trước, đưa thanh lên hộc tại vị trí ke đã được dàn đều đúng khoảng cách cần thiết. Dùng bút vạch ngang tại vị trí các ke. Việc làm này giúp sau khi mà ta bỏ thanh ra thì các cái ke được định cố định lên trên đương nhiên là thẳng hàng nhau. Sau khi đánh dấu vị trí ke xong thì chúng ta sẽ bỏ thanh ra và dùng vít thạch cao bắn ke lên hộc thạch cao. Tiếp theo là chúng ta sẽ móc rèm định hình vào thanh, móc tai vào bi định hình, dùng tay ẩn vải để rèm thành những múi lồi và múi lõm đúng sóng quy định. Lúc này ta chưa cố định đầu rèm mà vẫn để rèm di chuyển tự do trên thanh. Đưa cả thanh và rèm lên hộc thạch cao sập vào ke. Di chuyển vị trí của vải rèm để việc sập thanh vào ke được dễ dàng. Khi sập thanh vào ke xong thì ta sẽ sử dụng dây thít để cố định một đầu rèm lại. Cố định bi đầu tiên bên trái vào đầu trục bên trái và tương tự đối với bên phải. Khoảng cách từ trần cho đến mép trên của vải là 5 cm. Đối với bi định tự do hay bi định hình thì khoảng cách này đều là 5 cm. Các bạn có bất cứ cái nhu cầu nào về rèm, học nghề, phụ kiện, máy móc thì hãy liên hệ với mình nhé, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ. Xin chào và hẹn gặp lại.